quý vị, với nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh, thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tăng cường đầu tư cho các thư viện nhằm thu hút học sinh đến với sách ngày một nhiều hơn. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong học sinh, thời gian qua nhà trường đã quan tâm tăng cường các đầu sách tại thư viện, cũng như phát động phong trào mỗi tuần một cuốn sách, từng bước đưa việc đọc sách trở thành niềm vui khám phá mỗi ngày của các em. Khi ở trường thì em có thường xuyên đến thư viện đọc sách, vì việc đọc sách sẽ giúp em mở mang được kiến thức nhiều hơn và được giao tiếp xã hội nhiều hơn. Ở trường là có chương trình là mỗi tuần một câu chuyện hay, là em rất thích cái chương trình đó. Đến nay không chỉ tại thư viện mà mỗi lớp học cũng hình thành các góc sách đóng góp do học sinh xây dựng hay góc thư viện mở ngay tại sân trường, nhằm đa dạng các hình thức đưa sách đến gần hơn với học sinh. Thì hàng tháng liên đội đều đẩy mạnh cái phong trào mỗi tuần một câu chuyện hay, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay ở dưới cờ, và nhà trường cũng lên lịch cho các lớp tổ chức tuyên truyền phát thanh vào ngày mỗi sáng thứ hai. Có thể nói thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lan tỏa phong trào yêu sách, đọc sách bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Trong đó, đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong trong nhà trường giữ vai trò nòng cốt trong phát động tuyên truyền, qua đó góp phần hướng đoàn viên, đội viên đến các giá trị chân thiện mỹ. Việc đọc sách ở thư viện có một vai trò rất ý nghĩa để giúp các bạn có thể nâng cao kiến thức trong cuộc sống và có thể giúp em trong việc học tập một cách hiệu quả hơn. Theo thống kê gần đây, mặc dù số sách xuất bản hàng năm đều tăng cao, nhưng số đầu sách người Việt đọc trung bình hàng năm chỉ xấp xỉ một cuốn. Còn số đó rất thấp so với các nước trong khu vực. Vì vậy, phát động lan tỏa văn hóa đọc không chỉ cần nỗ lực định hướng từ phía nhà trường, mà còn cần sự song hành trong xây dựng thói quen từ chính mỗi gia đình.